Tối ngày 28 tháng 8, một đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bình Định cho biết đã huy động 2 phương tiện với khoảng 14 cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ các nạn nhân khắc phục hậu quả vụ nổ bình oxy xảy ra ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vụ nổ xảy ra khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày tại cụm công nghiệp Quang Trung. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra tại công ty cổ phần Thiên Phúc. Hậu quả khiến anh H, sinh năm 1976, trú tại Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định, tử vong tại chỗ. Anh C, sinh năm 1993, ở khu phố 5, phường Quang Trung, được người dân hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Qua thăm khám, bệnh nhân không nguy kịch, sức khỏe đang dần bình phục.